Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện, kênh video hàng đầu về phụ tùng xe 3-4 bánh. Các bạn xem video thì nhớ đăng ký kênh, bật chuông thông báo để nhận được những cái thông báo khi mình mới đăng video các cái sản phẩm mới lên. Ngoài ra thì cái việc đăng ký kênh ấy, nó sẽ giúp cho các bạn dễ dàng theo dõi những cái video mình đã từng xem qua trong cái lịch sử tìm kiếm, nó dễ dàng hơn. Video hôm nay xin giới thiệu đến các bạn một cái bộ chế xe 4 bánh điện máy xăng. Bộ này thì sử dụng phanh dầu dành cho 4 bánh. Đây là phanh dầu cho cầu sau. Còn đây là phanh dầu cho cầu trước. Hệ thống treo này như các bạn đang theo dõi đấy, thì nó có chữ A và giảm xóc phần đằng trước. Còn phần đằng sau thì hệ thống treo lò xo. Cái này mình đã phân tích những cái ưu điểm cho nó cụ thể, các bạn xem ở cái video sau của cái video này. Sẽ có cái hướng dẫn lắp đặt chữ A và hướng dẫn lắp đặt cái càng chữ A trước. Số lùi thì có trang bị một bộ số lùi chủ ca đăng. Cho nó bộ này cơ bản là như vậy. Thì các bạn làm những cái dòng xe vừa phải với những cái máy tương đối khỏe một chút thì sẽ không cần số phụ, cũng không cần phải sang số lâm tạ. Thì tất nhiên là bạn nào cần thì các bạn có thể thay đổi cũng được. Ngoài ra thì mình có trang bị trong cái bộ này là một cái bộ dây cần, hai cần nha các bạn nhé. Một cần sang số tiến lùi và một cái cần sang số cái video hướng dẫn. Thì các bạn xem ở dưới phần mô tả sản phẩm mình có để link lắp đặt bộ hai cần này như nào. Đấy. Đây là phần tiếp theo là cái phần chân phanh dầu có khóa và chân ga. Cái chân ga này thì có loại chân treo và chân để sàn. Như cái chân này thì mình gọi là chân để treo cũng được, chân để sàn, bởi vì khi các bạn để dưới sàn ấy thì các bạn có thể đạp ga này. Đấy, nó rất là dễ thôi. Thì nó cũng có thể coi như là chân sàn, chân treo được, cũng gọi là chân sàn được, nó rất là dễ lắp đặt, dễ thao tác khi sử dụng. Đây là hệ thống lái của công tắc này. Đấy, ổ khóa này, hộp nhựa này, công tắc này, vô lăng thì đường kính 37 cm. Các bạn xem thêm chi tiết thì các bạn xem ở những video sau của cái video này nhé. Các bạn chú ý mình sẽ đăng lên cùng video các bạn xem. Còn các bạn nào có mua thêm ghế thì đây có ghế trượt này, gập này, và ngả này. Ngả thì ngả 180 độ, gập thì gập khoảng 30 độ, gập gần hết, đấy, chứ chưa gập bằng được do cái kết cấu của nó thôi. Cái cầu sau này thì có nhiều lựa chọn cho các bạn nhé. Cầu sau này thì có thể dùng, đối với càng chữ A thì các bạn nên sử dụng tối thiểu là 1 mét, còn đẹp nhất thì 1m1 đến 1m2 là đẹp nhất, đấy, chứ 1 mét thì cũng gọi là bình thường thôi. Đẹp nhất là 1m1 đến 1m2 thì nắp càng A nó sẽ phù hợp hơn nhiều. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn nhớ bấm đăng ký kênh, bật chuông thông báo. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.